Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Nắng Đẹp Miền Tây. Thì hôm nay gia đình con làm món cá lô kiến hấp xả, món cá lô kiến nướng mọi. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Món này đơn giản dễ làm. Đây là món tủ của Văn Lợi. Mấy cái ghìa này quấy được cái cô các, mấy cái ghìa kia nó dễ. Cô cỡ gì không lại? Nhét vô bụng hả? Sắc nhiễm ra nhét hay sao không? Đập đập cái. Có cần trẻ làm 2 làm 3 gì không? Đập đập phần rồi sắc trước đi rồi lấy đập sau. Mấy cái đó ồ, mấy cái đó còn hớt được. Nhà mình bữa nay vui quá ha. Nè, chị Châu biết không? Đó, Châu mà. Ủa, là gì chị? Châu là bằng tuổi với chị Hai cưng đó. Chị Hai đi. Đâu có hết con kìa. Ít thôi chị. Coi dưới có đũa hả chị? Chưa. Đó, đây nè. Đầu bếp chính đó. Nay cho lại làm đầu bếp chính đó. Rồi để đổi với xả vô trước luôn. Dạ. Thử thôi nè. Gán đi lại ơi, gán làm đi lại, mới muốn gãy nước ngoài lại. Gán lại đi nước ngoài. Lại gớm quá chị. Mày gớm. Mày xài từ ngổ quá mày ơi. Tao thấy ghê được rồi, mày thấy gớm nè. Gán giỏi đi nữa cho vợ nhờ. Nó lấy chồng mà. Bữa nó nói lấy chồng gõ gàng hỏi Đạt coi. Nhà nó bán lương rồi bà hỏi nó là nó lấy chồng, bà hỏi là nó ở giá. Rồi, mất niềm tin cho đàn bà. Chỉ biết là đàn bà là những niềm đau. Ừ. Đàn ông biết thế vẫn theo đàn bà. Má không có đồng biết câu đó luôn. Tắt lửa. Thêm dầu không đại chị, thêm vô miếng nè. Từ lửa. Ủa vậy sao? Vậy là nãy ra được rồi. Rồi nó dỗ hơn vỗ gà nữa trời. Thì nãy nó mới nói tới về vỗ gà. Coi. Mà chế ăn hồi ăn cho dầu không đi. Sao? Sạch chưa? Sạch. Thôi gỡ nước nó đi. Nghe em tắm rửa sạch sẽ rồi đó. Cho nước vô. Nhiều đang đủ không mấy đứa? Đổ nước. Khát quá. Đổ nước được cái đẹp. Mấy câu hai miếng rồi. Thôi đưa đây. Cho nước nó sôi lên rồi lọt cái lúc kia. Giờ 4 con này mình sẽ hả vô, còn 4 con sẽ nướng. Gấp vô, cái gì hơi dở chưa? Nó hơi cay mắt không? Cay mắt hả? Dạ. Cái nồi nó hơi nhỏ nữa rồi. Này. Rồi giờ để cho nó sôi chín. Giờ mình sẽ nhét xả vô để lát thêm nướng con này cả nhà. Nhét cái không đầy bụng luôn. Một con thì mình sẽ nhét từ 4 tới 5 tép tùy theo con bự con nhỏ. Là
con. Để cá vô nướng luôn ha cô Tư. Món này khéo dữ ha. Có để cục xả vô trong đây. Làm món này khéo. Chị không lấy đũa ăn đâu. Thế nó kêu mấy đứa chạy về đó. Dạ, không lấy đũa lấy gì ăn đặt. Tầm mặt ơi. Giờ Lan sẽ bẻ xài nghe, nguyên một vườn xài luôn. Trái chín quá trời luôn. Đừng nói vậy. Kìa Lan, bên đó hai trái nữa kìa Lan. Đó 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 đó, thấy không? Xài từ từ nè, trái không thấy nè. Xài màu đẹp quá ha. Ừ. Xài mật đó chị. Em nghe bà chín đó là xài mật. Màu đẹp ghê luôn. Thơm không? Thơm không? Thơm. Chín thơm lắm. Ờ, ba màu luôn á trong. Màu hồng, màu cam, màu xanh. À, tính ra nó không thấy gì luôn á, nắng không thấy gì luôn á. Chế xài màu chưa có đẹp. Chế xài hồi nãy. Chế xài hồi nãy kìa mới đẹp. Chế nào cũng ba màu cho ha. Wow, đẹp quá. Bên cây này nè. Mà họ ứng ứng không? Hay là nó gặp nắng ta? Nè chị, chế xài này mới đẹp nè. Đâu bẻ gọi nó hả, nhâm dưới chàng. Wow. Đẹp ha. Ghê. Có thèm chảy nước miếng á thật kìa. Đếm cái miệng mày lại. Mà chúng ăn xài sống. Xài này á, ăn chín ngọt lắm còn ăn sống. Kìa Lan, Lan. Lúc trên đó kìa Lan sao vậy á? Kìa Lan lúc trên đó luôn. Hơi cao, hơi chiều cao luôn á. Chiều cao khiêm tốn. Chiều cao có hạn, đừng có hết chảy sống. Trời ơi, thầy trên này nè, trên này cao lắm. Có mồm leo lên một khúc á mới bẻ được. Đúng rồi, leo lên khúc cái đường cây bẻ chặt. Trời ơi, dưới đuối cao gì hết trơn. Nó còn sống chua dữ lắm hả Lan? Chua. Nó mắm đường. Mắm đường. Đây thành quả. Đẹp quá. Đây, chị. Đó. Thôi từ từ chị. Ủa, nó bé nữa kìa chị. Thôi cháu ơi, nó mới rụng kìa cháu, cháu nó rụng trong đó kìa cháu. Nó mới rụng cái xài cháy kìa. Đó, đó, trong đó đó. Đó, dạng khè đó. Đây đây nè. À, nè, thắng lụm cái xài luôn đi. Thôi, như cây này cây nhãn phải không Lan? Cây nhãn luôn nè. Mình hai cái này lớn khỉ thiệt ta. Nó bẻ thêm trái nó. Nói nó đựng leo cũng leo à. Ngồi gớt luôn rồi. Mấy trái xài non nè ăn không nổi thiệt sự. Bữa nay qua vườn bà chín rồi quậy bữa. Quậy đi ngồi bà gà bà cửa. Đừng có làm em có. Cảm giác sao? Không có. Bà gà các bà thấy mẹ ăn các bà chứ thèm có đưa bà không biết rồi con. Ta có cái răng nào đâu ăn đi. Ngon. Cá sáng vô chứ vô kìa. Gà bò sữa. Ờ chị dễ chứ. À, nhà bò sữa. Nhà bò sữa đó. Sao rồi, cảm giác sao? Chua chua, cay cay. Thật là gà. Này mày gặp gan giả chứ còn đúng không? Không. Bây giờ trong thời gian mà đợi cá nướng chín thì mình ăn cá luộc trước. Cá hấp xả chứ. Ờ, cô Tư ăn, cô Tư ơi. Rồi, mời cả nhà. Rồi, mời cả nhà đây. Nha. Rồi, mời chú Tư. Chú Tư, vô ăn chú Tư ơi. Rồi, rồi, rồi. Không phải có gù quá trời không? Rồi, đi chạy kêu cốt bia. Ừ, phim, phim chân à. Đó. Giờ chị gấp ra con để đây cho mông nó mình ăn. Coi. Rồi. Wow, vừa sôi này ăn đã luôn, hấp nước đã luôn. Ồ, cái này mình thiếu rồi. Nãy quên lấy cái muỗng rồi. Thiếu cái muỗng, hấp nước rồi. Lấy cái muỗng, có cái muỗng không con? Đứa nào Xuân Phong chạy bánh lấy muỗng. Lấy. Xuân Phong dùm nữa hả? Có vụ Xuân Phong dùm nữa hả? Rồi lẹ. Quá ngon luôn rồi. Dĩa xương để ở đây đi con. Ăn thịt gà vậy hả? Wow. Ừ, ăn thịt gà vậy đó. Ăn mời con ăn thịt cái dẻ. Ở đây là có hai người lần đầu tiên ăn thử vậy? Cho cảm giác nghe. Ủa cho cảm nhận nghe. Nè. Chấm muối ớt. Chấm muối ớt dằn luôn. Thơm ngon trời.
sao không mà ngon mẹ dễ ăn mẹ cho được không được mẹ được không châu được hỏi chị cho mà được được mà không mình trả lời giùm không ăn không chấm muối khó ăn kìa cái chén muối kìa muối của tôi để đây nè nó vừa ăn ngon thiệt luôn á ngon thơm không được quá có để tiêu quá cô gửi nấu nha đi đặt đi bánh lấy một cái dĩa với lên một con nóng với một cái muỗng cái muỗng gì đó để cho múc nước hai cái muỗng hả cô uống nước thì đem ca nước qua đây con lấy cái dĩa nha con chấm muối ớt rồi để đây nó giả chứ biết là mình để ra cũng còn nóng nó rất là ngon giả gì có muỗng không nước lấy muỗng nhiều nhiều quá đạt ơi lấy vài ba cây thôi dạ cái muỗng em biết sao chỗ lên nó cứ vô bàn là nó tập trung vô ngôn cái này ngon hơn thịt gà nó phồ gió mát ghê có thấy nó dai á người ta làm chả nữa đúng không nó khô luôn làm chả rồi làm khô nó không biết bấm gió nó thì canh này kìa sao mày canh em tao hoài vậy tiền đó không tiền đó không chị hai mới gặp lần đầu mà tiền con người ta tào lao quá tôi còn nhỏ em mới nhìn đàn bà nó đàn bà nó đàn bà là những nhìn đau cơ thì á em nó mất niềm tin về đàn bà có ai làm gì mày đâu mày mất niềm tin có đàn bà mới có đàn ông. Gió ngồi bay em đi. Bà còn nhỏ mà vậy chứ lớn lên con sẽ. Mấy đứa mình nói vậy nó lấy vợ sớm lắm. Kết bạn là con hối không kịp chưa? Đẻ đi nó hơn. Rồi con đầu đời vợ khóc này nha. Để em khóc nó. Khóc xong, đầu vợ đó. Cái ngày nào đó cái nó gặp em chị nó nói chị. Thấy sao em lấy vợ chứ. Nó hồn luôn. Tỉnh liền. Hiểu luôn. Đợi hai hàng này lấy vợ chứ mình già hết rồi quá ta. Để con người ta nói chơi tơ đầu vợ không thầm trong đi á. Vậy chứ lớn lên kết chỗ nào rồi nó hương rồi bắt đầu nó hối nhưng mà coi lo vàng lo tiền không kịp. Bán bây giờ mà muốn lấy được vợ cũng mệt rồi. Nổi không tiền vàng không cũng ngán mình. Muốn làm muốn à. Gấp gì mà để nghe mấy cô cháu ăn này không thấy thoải mái không nó còn đang nóng chứ có gì đâu mà. Đó vậy đó con hổ lấy trên dĩa cái này có ăn ơi. Qua cái con chết thèm giống gà luộc xả cho ha ừ thơm lắm là ngon hơn gà mấy ông nhậu mà thấy món này mấy ông thích tiền đúng rồi đó cái nước còn ngay luôn đây rồi dễ gì mấy ông thấy là dễ mấy ông nhậu mà khoái mấy món này lắm à nó không có cho mấy cô cháu ngồi ăn gì đâu một con là một lít đó một con cá là một lít rượu đó lại biết sao cô gành không lại tại vì cô đó nhậu đó ổng là văn nhậu thành ra ông cô gành con lớn rồi bãi để bán cho à còn nhóc kia nè nước nó ngon quá cái đầu nãy mình không ra mình không làm nhiều hết chị rồi đúng rồi đó nãy thợ không ai ăn ăn hết ngon nhóc chân ăn hết em ra ngoài lộ bán nha lại nói cá đồ kiến hấp xả đây bà con ơi mại mại vô đắt lắm à lại nấu ta thấy lạ lạ cái người ta vô người ta ăn cái làm không kịp đúng không nhiều người ta không biết ăn chứ ta ăn rồi ta ghiền á nói ngồi em chạy làm gì vậy ăn hết rồi ăn con cô ăn cái đầu ấy á ơi không nước không nước cái gà con cá lóc tím này không biết không nó béo hơn là cá lóc mình á bán đã hỏi hỏi nước nha hỏi sao nước văng qua ngược qua đây béo báo nước kia vô miệng mà nước miếng văng ra
quá béo rồi thôi, quá ngon luôn. Cái nước bên đây quá đã luôn. À, đã quá. Đây đâu có cua gà hành cá. Kẹo gà nhóc chân, mất gà bỏ vô. Có nước sẵn. Gà bò sữa nãy đâu, gà bò sữa đâu. Nó còn chăn đang kìa. Hốt chăn, tơi 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 tơi. Chăn ở đâu đó. Không phải con chăn. Cục chưa chưa, cục chưa chưa. Trong chuồng khóa khóa chuồng lại rồi. Không phải con chăn kêu bằng con gì á? Nưa nưa. Con đó hiền không? Không, con nó còn hơn chăn. Con là trời. Thôi nó thấy chú được đậm, nó quấn quấn chú được á. Chủ quá quen. Ủa? Con nó còn hơn chăn. Chủ là ai? Ông Tư mà. Bác Tư hả? Thầy Dũng á. Ban Đảng hả? Ừ. Đó. Ô máy bay bay trên cầu kìa. Ủa máy bay nữa đó. Ồ. Ủa nóng nó dữ rồi. À, sáu em có sáu thôi. Đây, nè. Con cá lùi kiến. À, sáu. Dạ. 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 Tiếp kìa, đạt. Tiếp kìa. Dạ. Tôi nhớ cái đồng đi cô bỏ ăn cô tôi. Hai con. Nè lại ăn đi lại. Quầm nhanh lên. Quá nóng rồi. Nóng lắm hả? Quầm nhanh lên. Đừng có quầm chậm. Đó nè. Có nóng đâu. Tắt bếp ra đi. Wow. Ngon quá à. Ăn đi con. Nó chín rồi. Wow. Quá ngon. Trời ơi trời, thằng Lợi ăn mà thằng Đạt hết. Đạt cắn cái gì đấy. Cho nó cắn cái cho đỡ ghiền đi kìa. Thằng Lợi ăn Đạt nhiều lắm. Đút có tâm xíu kìa. Bó tay đút có tâm ra luôn. Có ngon. Nó tự tan ra luôn. Tự tan luôn à. Chị Quy có tâm. Ngon. Nướng nha cả nhà. Chưa con này chín mình gấp nguyên con ở đây đi chưa? Rồi vậy mình gấp con nhỏ trước đi. Trời này chắc khó mà lột cái da nó nghe. Trời sao bẻ cái đuôi nữa. Nó gan thôi. Chốc lóc nè. Bẻ ra luôn cô ta. Nè. Cái này ăn thì chắc thịt nó bị khô quá. Có xả cho mình. Nè. Rồi nó vẫn ngon nha. Thơm quá nè. Người ta có xả nè, nãy nhắc xả rồi đó chị. Nè đây con từ ấy ấy chơi con cái mình gì là dễ ăn lắm không? Cho mấy con ăn dễ ăn. Nướng cái thịt nó ngọt lắm không? Con sợ nó bị khô mà nó không khô ha. Được. Nó ngọt thôi. Nó thơm mùi quá. Nó ngọt. Xả nữa. Vì mấy con cũng khéo chứ cô một lần cô nướng là cô không có ướt trơn nó cạn. Cô để gì không à? Nước ăn chứ không ướt. Con này con nhắc xả ngon hả? Ngon. Ngon. Nhưng mà tại nó không có nước. Lấy cái nồi nước nãy kìa. Hấp không đã, không đã cái nư. Nam nhưng tôi còn cần cái bao luôn á. Ủa à, dựng mấy anh cho một rộng luôn, rộng dài hoàn luôn. Đúng rồi. Hồi nãy. Cái đó dựng tư bắt cho chúng hay gì cô Tư? Ở mình cồn ta cho á. Gì hả? Mình cồn cho lên cho. Dễ của bà Năm á. Cá ngon mình nhờ nó sẽ chấm nữa. Dạ hỏi dựng tư lấy ăn tư lấy mấy cái đó đi lại. Đậu lên mình thấy ổng kéo là nhiều lắm hả Lan? Con thấy một đống luôn á người đi. Không đưa xuống để chừ, không đưa một bao xuống luôn. Ban đầu con tính lấy phần nữa à, mà Dưỡng Tư nó sợ ăn không đủ. Rồi cái ông đưa hết luôn. Mình làm nấu hết ra.
không xíu giờ bán cho con mặn với mấy con. Cho nó biết là con ăn ở trên cái bếp than nó nóng nóng nè, nó ngon. Nhâm nhâm vô hai ông hồi nãy ăn gì cũng cụm chân cay không tiếng mình hết hà giọng nó không nổi luôn trời như vậy mới làm cháo cua mới được chứ mời là phải mau lẹ nha chứ mời đừng có nhúng chơi nhúng mà có chịu thôi ăn là ăn nha. Thank you.